Mấy vé về ông bán hoàng cái này à? Ông bán hoàng chặt công hết rồi. Mình bán gà đi. Kính thưa các cụ, các ông, các bà, họ nhà gái, kính thưa các quý vị đại biểu có mặt hôm nay, cháu Thăng và cháu Chính đã yêu thương nhau một thời gian rất dài và hôm nay quyết định để đi tới hôn nhân, được sự quan tâm và nhất trí của hai gia đình, ông nhà gái và nhà trai, và sự nhất trí của chính quyền địa phương. Hôm nay họ nhà gái tổ chức đại thể cho hai cháu. Chúng tôi họ nhà trai cách đây 400 km, đi từ 10 giờ đêm qua. Sáng nay đã có hiện diện đây vui chung với họ nhà gái, rất phấn khởi. Trước hết thay mặt cho họ nhà trai xin cảm ơn sự đón tiếp rất nồng hậu của họ nhà gái, và thời gian thì cũng không còn nhiều nữa, họ nhà trai chúng tôi xin phép được đưa cháu về Thái Nguyên. Đến giờ phút này cháu Thăng là con rể hiền của các cụ, và cháu Chính là dâu hiền của các cụ, các ông, các bà, chúng tôi, Thái Nguyên. Trong quá trình họ nhà trai đến dự với họ nhà gái, có vấn đề gì khiếm khuyết cũng rất mong họ nhà gái được xử. Cuối cùng xin kính chúc toàn thể các cụ, các ông, các bà, họ nhà gái luôn mạnh khỏe, gia đình an khang, hạnh phúc và thắng lợi. Xin chân thành cảm ơn. Và đây cùng xin gặp về toàn thể ái hòa chúng ta cùng bạn bè. Và hôm nay thì qua lời phát biểu của nhà trai thì như vậy là quả tình hai cháu yêu thương, thì hôm nay gọi là được sự nhất trí của hai gia đình và được sự chấp nhận cho phép của chính quyền địa phương thì cho hai cháu để là xây dựng hạnh phúc cả năm. Như vậy tôi là bố của Chính mà hôm nay cũng là bố của Thắng. Thì mời toàn thể là anh em bạn bè thân thích của chúng ta về tại gia đình để dự một bữa cơm thân mật. Như vậy á thì tôi cùng là kính chúc toàn thể ái họ cùng toàn thể bạn bè chúng ta mạnh khỏe, hạnh phúc, đi đến thắng lợi hoàn toàn. Xin cảm ơn. Thank you.